Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MG, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Chúng ta sẽ đến với phần chơi Ark Survival Evil Rital IO tập tiếp theo, đó là tập 10. Tính tới nay là cũng tập 10 rồi ha các bạn. Cái thời gian trôi qua thật là nhanh. Thì bạn nào xem, bạn nào chưa xem những cái tập trước, tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9 thì các bạn có thể bấm vào cái kênh của mình để theo dõi cái series này của mình nha. Và chúng ta bắt đầu phần chơi này. Thì nói về sơ sơ, ở tập trước mình đã tem một pha bẻ lái thật là thần thánh của mình, đó là mình tính là đi tem, mình tính đi ban đầu đi tem con Arantavis, mà ai ngờ mình đã phải hy sinh một em, hai tới tận hai em Arantavis để tem được một con Refin. À, con Refin này hơi bị đỉnh của đảng luôn nha anh em. À, công dụng con Refin này cực kỳ hay. Để có dịp thì mình sẽ sai. Thì tập này mình tính đi tem một con thú nào đó, nhưng mà mình nghĩ đó là bây giờ mình chưa cần phải tem những con đó đâu. Tại vì tập sau nữa mình mới đi xuống biển để lấy biotoxin từ những con sứa để có thể chế được đạn mạnh hơn cái súng mà cái đạn đắt đỏ của mình. Thì ở tập này mình quyết định tem một con đó, không phải là tem một con, đó là xây một cái string house này để xây, để trồng trọt. Hôm nay mình sẽ làm một anh nông dân các kiểu này nọ. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ gấp cái con quỷ Ankylo của mình. Ủa, con này bay nhanh quá ta, bay nhanh quá. Từ từ. Ok, để đi lấy Rhystone. Tại vì khi mà xây cái nhà bằng kiến đó các bạn, thì chúng ta cần rất là nhiều Rhystone. Thì hôm nay mình sẽ đi farm Rhystone. Chúng ta như ban đầu chúng ta cái lối chơi mà ban đầu mình đã định hướng là chơi từ từ, không có gấp gáp gì cả, anh em cứ bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh. Ok. Không biết lấy được hay không. Oh my god. Ở đây rất là nhiều Frey đó anh em ơi. Mình thì mình rất là cần Frey đó. Ủa nhưng mà cái version này cũng không cần nữa. Oh my god, bây giờ nó không có cho mình lấy Rital ở mấy cục này rồi. Nó rất là khó phân biệt cái nào làm Rital thật và cái nào Rital giả anh em ạ. Khổ lắm. Rất là khó phân biệt. Mình nghĩ là mình sẽ qua bên kia lấy Rital, tại vì bên đây nó Rital nó ít lắm. Bên đây nè, mình nhìn là mình biết, là mình nhìn phát là mình biết là cái Rital nào thật mà Rital nào giả liền. Đây nó đây. Đập phát biết ngay. Thấy chưa? Ghê chưa? Và bây giờ mình sẽ vứt qua đây. Còn bao nhiêu mình vứt hết? Không, lấy cái này cái đã. Ok. Ok. Bao nhiêu đây? 500 mấy. Như vậy là chúng ta đã có 800 mấy rồi. Con này sao mà nó quay nó yếu như ta. Không biết con quay rình này quay nó còn yếu hơn hay không. Wow, quay con này yếu nữa. Wow, nó bay kìa. Con quay rình này mình cần phải luyện thêm cho nó về cái quay, cho nó lên level để lên quay. Nó vận chuyển đi cho nó nhanh. Bây giờ mình phải lết về thôi chứ đâu mới bỏ được anh em. Ok, mình lết về tới nhà rồi đây. Bây giờ thì bỏ xuống. Ôi, mình nặng tới nỗi mà đi không được luôn. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ ráp một cái bàn
chúng ta sẽ ráp một cái bàn stable của Earthshot nha anh em. String không có, như vậy là chúng ta sẽ ráp cái bàn wrapping. Crafting đây và đây. Có một bạn chỉ mình rất là hay, đó là anh ơi, mặc dù cái khi mà anh muốn ráp cái nào anh bấm vào cái đó và bấm vào cái nút này, nhưng mà ví dụ mà anh muốn ráp nhiều anh sẽ sửa cái số này. Ví dụ như mình muốn ráp 10 thì mình sẽ đánh số 10, ráp 9 mình sẽ đánh số 9, thì tự nhiên bấm vô cái đây nữa thì nó sẽ full luôn là 9 lần, rất là hay. Cảm ơn bạn nào đó đã comment về cái comment để hướng dẫn chỉ cho mình cái mod đó nha. Bây giờ yêu lắm cơ. Và bỏ vào đây, đây, đây. Và bây giờ bắt đầu string. Thì bây giờ trước mắt ha, mình sẽ diễn tả được cái diễn tả cái ngôi nhà kính của mình như thế nào. Đầu tiên mình sẽ bỏ cái này. À, bỏ hai cái lối này đi luôn. Đó, mình sẽ làm một cái cầu bắc qua bên đây nè anh em tưởng tượng nè. Một cái cầu bắc qua bên đây và khoảng chừng cái cầu của mình khoảng chừng 5 ô thôi, không cần nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha. Trước mắt mình sẽ thử trước. Tại vì cái đã gọi là cây cầu thì chúng ta không có đặt foundation qua bên kia. Mình sẽ chơi cái kiểu mà dựng dựng cột ở dưới, dựng cọc ở dưới và làm bằng những cái shelling. Đó, anh em thấy ổn áo không? Ổn áo không? Rồi trước mắt thì mình sẽ làm shelling trước đi. Đầu tiên là shelling. Shelling bằng stone. Stone không ta? Tôi nghĩ là bằng string luôn mới đẹp, mới chất. Ồ má, tôi còn thiếu cementin đó anh em ơi. Tôi còn thiếu rất là nhiều cementin. Để tôi trong khi đó tôi làm cementin đi. Chitin ở đây tôi rất là nhiều rồi. Cementin tôi có 100. Và tôi lấy xì to để tôi làm cementin. Đây và đây. Và tôi làm cementin. Tôi được 50 cementin. Mỗi lần ra cementin là bao nhiêu? Ui 50 cái, một cái hả? À như vậy là tôi thiếu xì to thì tôi sẽ lấy stone. Xì ton đây và bên đây, bên đây. Và tôi thu nó vào. Và tôi ráp thêm được 163 cái. Tạm thời là ok. Rồi và bây giờ tôi sẽ ráp shelling cái đã. Shelling bằng kiến thì mỗi cái là 10. Ờ tôi vậy là tôi ráp đủ tôi có 100 cái là tôi được 10 cái luôn. Ủa tôi được 5 cái à, lộn lộn. Ủa phải không, 5 cái là 50. À tôi được 10 cái. Má lâu lâu anh em phải thông cảm cho tôi về cái độ tính toán của tôi. Mà để coi, tôi thiết nghĩ là nếu mà xây trên, tôi sẽ xây một cái nhà trên mặt nước luôn, kiểu như là một cái ring house trên mặt nước, thì tôi cần phải có cọc nhiều. Ở đây đúng không? Hai ô ở đây, hai ô băng qua. Băng qua bên đó. Anh em có nghĩ là tôi đi cầu thang lên hay đi cầu thang xuống cho nó đẹp không ta? Phải có cái gì nó điểm nhấn chứ, tự nhiên ngang ngang qua không đẹp hả anh em? Ví dụ từ bên đây nè, tôi chỉnh gamma cao lên cho anh em dễ thấy. Bắt đầu từ bên đây, tôi đi ngang qua đây 5 ô. Thì ít nhất là tôi phải đi xuống một tí để cho nó, kiểu tôi muốn cái nhà tôi nó phải gần gần bằng mặt nước vậy đó. Một ô. Tôi sẽ làm cầu thang. Trước mắt là tôi sẽ xây ra 5 ô trước đi, tôi sẽ làm cầu thang đi xuống khoảng chừng, cầu thang xuống khoảng chừng 2 ô cho nó kiểu như nó gần gần mặt nước, cho nó phong cảnh nó hữu tình. Sao Linh rồi, và bây giờ chúng ta sẽ làm 10 cái. Ok, và bây giờ wrap. Tiếp theo tôi sẽ wrap pilas. Pilas bằng gỗ, có pilas bằng đá. Ở đây tôi cần tạm thời chưa đâu. Từ từ tôi sẽ tính, tôi chưa ráp trước mắt là 5 cái đi. 5 cái pilas. Không đủ luôn kìa, thiếu stone rất là nhiều. Ok, tôi sẽ lấy stone. Nhưng mà tôi có chỉnh trong game, tôi có chỉnh cái chức năng á anh em là sao ta? Là có thể xây mà không cần phải có nhiều cái foundation. Tại vì anh em biết á, để xây một cái kiểu như là không thể nào mà, nó giống như là nguyên lý vậy đó, không thể nào mà xây trưng lửng ở giữa một cái không gian mà không có cái gì nâng đỡ, anh em hiểu không? Thì chức năng game cho phép mình bỏ cái dấu tích đó hoặc là tích vô là không cần phải có một cái nền nào đó để xây. Tôi nói vậy anh em không biết anh em hiểu không nữa. Tôi rất là khó khó giải thích cho anh em hiểu. Nhưng tạm thời cứ để tôi lo, cứ để tôi lo.
Ok, dạo gần đây thì cái lượng view, cái lượng sub của mình nó lên hơi bị chậm nha anh em. Thì tôi thì cũng không than vãn gì, tôi vẫn làm clip cho anh em xem. Thì nếu mà anh em thương tôi thì nhớ share cho rộng rãi cho mọi người đều biết. Cũng như là tôi đang có mục tiêu là 10.000 subscriber. 10.000 subscriber để tôi có động lực tiếp từ đây tới cuối năm. Thì mong anh em ủng hộ tôi nhiều hơn nha. Anh em ráng ủng hộ tôi, chỉ cần share clip, tại còn rất là nhiều bạn chưa biết là tôi chuyển qua đây rồi. Thì anh em chịu khó share clip vào cái kênh làm vậy thì hơi bậy, nhưng mà thôi kệ không sao, vào cái kênh Mê Game cũ á, comment vào những cái video của tôi nhiều bạn theo dõi á, thì anh em nhớ lôi kéo các bạn ấy fan của tôi qua, tại nhiều nhiều bạn chưa biết lắm. Đây tôi sẽ xây như thế này đây. Anh em hình dung ra được chưa? Không, đây là tôi chỉ cho anh em nè. Ở đây tại sao tôi xây được, mà ở đây tại sao tôi xây được mà bên đây tôi xây lại không được, thì tại vì nó thiếu một cái gì đó gọi là cái đỡ á, cái đỡ ra. Thì bây giờ tôi sẽ xây thêm một cái pilat, nó nằm ở đây. Pilat nó sẽ nằm ở góc này. Đó. Đó, bây giờ tôi xây được rồi nè. Đó, anh em hiểu không? Để cho nó có phần đối xứng thì chúng ta sẽ xây thêm một cái pilast ở đây cho nó đẹp. Tại sao nó không cho mình xây đó ta? Kỳ ta. Anh thấy ngộ không? Ôi mà đâu cần nhất thiết, tại vì một cái pilat nó cho phép mình xây ra thêm một ô nữa nè anh em, là hai ô. Đây nè, như vậy là ở đây. Ok, như vậy là nó hơi so le ha anh em. Đáng lẽ là mình phải xây ở giữa như thế này nè, mà tại vì nó không cho mình xây ở giữa. Khu mình pilat. Để tôi thử coi. Nó không có cho mình ở giữa, bởi vì tức đây nè. Đó vậy á, cặp cặp vậy mới đẹp. Được, từ 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 từ. Đó đó, vậy mới đẹp chứ, vậy mới đẹp, đúng rồi. Ok, bên đây thì tôi xây thêm cái nữa. Ok, như vậy là đủ rồi. Tôi chỉ cần thêm xây thêm mấy cái pilat để cho nó giống thật một tí thôi, chứ tự nhiên nó trưng hửng như thế thì nó không đẹp. Đó, và tôi sẽ xây một cái cầu thang đi xuống như thế này. Ở trên đây là cách mặt đất là hai ô đúng không? Tôi xây thêm một ô nữa. Kiểu chỉ cho nó đi xuống, cái ring house của tôi phải thấp hơn cái nhà của tôi mới đẹp. Ok. Gamma 4 cho anh em dễ thấy. Còn thiếu bao nhiêu thì từ từ tôi sẽ tính sau. Rồi, ok. Rồi và bây giờ tôi sẽ làm tiếp một cái gọi là cái cầu thang. Cầu thang bằng kiến có không ta? Để tôi coi coi, cầu thang bằng kiến là stair. Stair ở đây không có, và bây giờ tôi sẽ sợ stair ở đây cũng không có. Ram, ram bằng kiến có không? Ram bằng kiến. Đây, có một cái ram bằng kiến đây. Và chúng ta sẽ ráp nó bằng ở cái này luôn, cái bàn này luôn, ram bằng kiến đây, và chúng ta sẽ ráp nó khoảng chừng hai cái.
Ok, xong. Nhưng mà chúng ta đã sao xong cái cầu rồi đó. Từ từ tôi sẽ trang trí cái cầu cho nó đẹp hơn. Tại vì xây ở dưới biển là em biết khó nhất là cái gì không? Xây dưới biển khó nhất là chúng ta cần phải cắm cọc ở các nơi. Nếu mà vậy thì xây dưới đây thì ok. Từ từ tôi sẽ suy nghĩ tiếp. Tôi xây tới đâu tôi sẽ suy nghĩ tới đó. Tôi sẽ xây ra đây khoảng chừng một ô, bên đây một ô. Tôi muốn là nó không tới nỗi là phải sát mặt nước này, để cho người ta thấy được là cái ở dưới thì được xây bằng những cái cọc. Thì đầu tiên thì tôi sẽ xây shell link. Tôi sẽ làm rất là nhiều shell link với diện tích là bao nhiêu nhờ. Để tôi tính coi shell link là bao nhiêu. Ok, bây giờ tôi làm shell link. Sorry anh em, tôi mới đi vệ sinh vô. Cho nên là bây giờ tôi cũng chả nhớ là tôi làm cái gì nữa. Thôi cả tôi làm selling trước đi. Bây giờ tôi cần selling. Bây giờ tôi đang thiếu cementin đúng không? Ai cha, nãy giờ cementin nó ở đây nó chưa làm xong nữa anh em ơi. Rồi ok, 120 mấy cementin rồi. Hình như tôi đâu có thiếu cementin đâu. Thiếu gì? Rhyestal. Rhyestal đây. Ui làm một miếng gì tốn 35 rhyestal. Vãi chạy đậu nhờ. Vãi cái đấy. Con Ankylo của tôi nó đâu mất tiêu rồi, xài hết. Ui xài hết Vryzor luôn rồi hả? Đấy tôi còn đây. Sao nó không phu vô ta, không lên cái tầm nó không tới. Đây bỏ vào đây và tiếp tục là Shelling và chúng ta thiếu Metal. Thôi tôi bỏ vô đây cho chắc anh em. 300 mấy. Đốt lửa lên đi, hết lửa rồi à, hết lửa thì mình sẽ full wood. Wood đây và chúng ta còn đây. Rồi, đốt lửa lên. Ok. Shelling. Chúng ta còn rất là nhiều shelling. Hôm nay không biết là làm một tập không biết là xong cái ring house của tôi không nữa. Rồi sau đó chúng ta cần làm pilat, pilat, pilat ở đây pull nó. Không đủ à. Wood. À thiếu wood. Tôi đi lấy wood cái đã anh em ơi. Wood. Ui, cái gì đây? Ôi cái này nó có thể chế đồ được luôn nè anh em. Ôi nó cũng tiện lợi quá ha. Ngon. Được được. Mình tính đó là mình xây xong cái ring house cái mình sẽ xem được vài con, xem vài con xong cái mình sẽ đi làm công viên khủng long. Mình sẽ lựa một hòn đảo mà tuyệt vời. Còn cái cầu á thì tôi sẽ kiểu như tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi tôi mới xây, thiếu một tí thì cũng không sao, nhưng mà trước mắt là chuẩn bị gần đủ đi rồi tính tiếp. Tôi làm pilat cái đã. Pilat đây. Ok, shell link tôi là xong rồi. Giờ chúng ta ra lắp thử coi được được không, đủ không chứ? Được thì chắc chắn sẽ được rồi. Tự nhiên nó nổi mấy cái cột trên đây nó hơi kỳ kỳ hết anh em, nhưng mà không sao kệ nó. Cái này tôi có thể chuyển nó quá nó thành cái cầu thang được, anh em yên tâm. Nhìn nó hơi mất thẩm mỹ thôi nhưng mà ok lắm. Đây đây đây, thiếu cái này đây, lắp vào lắp vào. Đó, lắp vào lắp vào.
Này. Sao không được thế nhỉ? Trước mắt là tôi sẽ lắp cái này trước đây. Ok, được 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 được. Mình phải rà đúng cái mạch nha anh em, khó khó chịu là chỗ này nè. Khó chịu nhất là chỗ này nè, đó. What the fuck? Ok, nice, nice. À, ngon lành canh đào, ngon lành canh đào liền. Ở đây không được đúng không? Chúng ta sẽ đặt cái pilat đó. Chúng ta cần rất là nhiều pilat luôn chứ không phải là ít đâu. Pilat nhiều lắm. 5 cái, 10 cái. Ờ, thiếu cái gì nhỉ? Sao đám được có 7 cái nhỉ? Pilat. Ok, được rồi. Tôi thấy nhiêu đó là đủ rồi. Không phải là đủ mà là vừa. Mình xây tới đâu mình làm tới đó anh em. Xây tới đâu mình làm tới đó cho yên tâm tí. Ở đó. Pick up spawn pilat đây. Rồi ok, rồi bây giờ mình có thể xây ra được rồi đó. Ở đây dư một ô nè. Ok. Rồi ok, tôi sẽ để ở đây và tôi lấy cái hash. Đẹp đấy, đẹp đấy. Cái này có hơi nhỏ quá không ta? Cái này có hơi nhỏ quá không? Để tôi suy ngẫm coi. Tôi nghĩ là đưa ra đây một ô nữa nè. Đưa ra đây một ô là hợp lý hơn. Tôi còn làm cái hành lang ở ngoài nữa anh em. Ok. À, tôi đi từ trên tôi ngắm xuống rồi nó như thế nào rồi tôi sẽ bắt đầu tay vào công việc ha. Tôi sẽ tính toán được là bao nhiêu cần bao nhiêu selling, bao nhiêu tủ thứ hết. Cái cửa của chúng ta sẽ bắt đầu từ cái viền này nè, cách ra một ô. Và cái hành lang mình sẽ để như thế này nè, cách ra một ô hết, tất cả đều dư một ô. Ui, trời tối dữ rồi. Và bên trong cái diện tích của mình là bao nhiêu nha? Tôi tính là ngang là 6. Có nghĩa là kể từ cái chỗ này nè, qua đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 là 6, 6. Dài qua là cũng là 6 ô luôn. Để trồng càng nhiều càng tốt đó anh em. 4 đúng không? 2 cái nữa. Rồi. 2 bên đây. 6. Ok, mình làm tiếp tục một chục cái xeo lên trước đi. Mình mới đi farm chitin từ ở bên sa mạc về và thu hoạch của mình là 3.000 món chitin và polymer rất là nhiều để phục vụ cho cái việc mà làm cementin. Hồi nãy mình cũng đã đi farm đá và bỏ vào đây hết rồi. Đây chitin và 900 mấy chitin ở 900 mấy cementin luôn. Bỏ vào đây. Nãy giờ mình cũng chả làm gì nhiều. Tiếp theo là mình có selling rồi đúng không? Pilat và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm selling anh em à. Bây giờ thiếu cementin và rital hả? Ai cha, cái vấn nạn rital này không được nha. Cái vấn nạn rital này phần mình còn phải đi farm tiếp. Đi farm tiếp rital. Chứ rital là đã hết rồi. Để mình coi coi. Rital. Ồ, 140 mấy đây cũng được, xài đỡ mùa mưa. Xeo linh để mình đặt coi có nó đủ hay chưa. Đó mình biến thấy cái này thành cầu thang, anh em thấy đẹp không? Cực kỳ ha, xuất sắc luôn. Ở đây chúng ta một cái xeo linh nè, bắt đầu từ đây đi. Bắt đầu từ đây, điểm vô.
1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đúng không? À, ở đây thiếu. Thì chúng ta sẽ đặt một cái pilot ở đây. Mỗi pilot cách 2 ô để cho nó tiết kiệm được một tí hơn em. Năm rồi đúng không? 6 đây nè. Bên này dư ra một cái là 7. À. Ây cha, mình đặt nhầm rồi. Ok. Rồi để mình đếm coi từ bên từ bỏ cái ô này. Từ ô này qua đây là 1, 2, 3. 3 rồi thêm 2 ô nữa. 2 da, cái nhà này nó vậy đó anh em. Có phi lát vô là nó hơi bị rối à. Pilot Sailing Rifle. Thiếu gì đây? Cementin. Ơ à, sao cái đại kế bên mà nó không có phu được nè anh em, chắc là qua một cánh cửa nó không phu được. 4 cái. Chúng ta đang thiếu rất là nhiều Rital, để tí nữa mình xong cái này mình đi farm Rital liền. Rital á, để farm được chắc chắn á, anh em qua bên sa mạc á, nó có mấy cái Rital mà màu tím á, farm nó mới sướng. À. Gamma 1.5. Rồi bên đây 6 ô, lắp được cái nào cứ lắp. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi mình sẽ đi farm metal. A few moments later. Sau đó metal, sau đó quay về. Thank you.
xong rồi anh em ơi, và sau cái đoạn tua nhanh này anh em sẽ thấy là cái quá trình mình làm ha cũng khá là cực khổ anh em à. Và cuối cùng chúng ta đã xong được cái nhà. Thì một cái mẹo dành cho anh em nào mà chưa biết là mình đã có hoàn thành cái nhà hay không, tại vì có nhiều cái nó khó lắm anh em. Ví dụ như mình, anh em để ý bên cái góc bên đây nè đó, khi nào mà các anh em nó sẽ tự động nhận biết, để khi mà vào nhà nó sẽ có hiệu ứng, có nhiều cái hiệu ứng khác nhau, cho nên là anh em có thể là không phân biệt được. Tại vì những cái bông hoa, những cái hạt giống trồng trong nhà, nhà kính, đặc biệt là nhà kính nó sẽ mới được, còn thí dụ trồng ngoài trời nó rất là lâu, với lại là nhiều khi trồng không được, theo mình biết là vậy. Và không nhất thiết là phải trồng trong nhà. Thì đây, khi mình bước vào cái cửa này nè, thì bên đây nó sẽ có hiệu ứng căn nhà để cho anh em biết được là mình đã vào căn nhà. Và bên đây cũng như vậy. Đây, khi em bước vào nhà thì anh em thấy không? Đó, mình đã có thể lấy được những cái đồ. Ôi, và chúng ta đã có một cái căn nhà cực kỳ tuyệt vời. Ok. Thì nói chung là tập này thì mình đã làm xong rồi đó. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đừng quên để lại một like, share giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những cái tập sau của Out Survival Evil Brighton IO. Bye bye.